Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Nam Audio. Ở clip này thì em xin phép được lên sóng để giới thiệu cho toàn thể tất cả các bác một cặp loa Electro Void, là một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ nước Mỹ. Vâng, thì đây là cặp này là cặp full công suất, liền công suất là các bác nhé. Sử dụng một cặp bass 40 và một cặp kèn, rất là tiện dụng, hình thức rất là đẹp, khoảng 90% các bác nhé. Thì các bác chỉ việc cắm điện và sử dụng một con vang số hoặc là một bàn mixer và một bộ mic là các bác có thể hát được rồi, và không cần phải đến đẩy công suất. Thì em sẽ trước khi test một vài giai điệu thì em sẽ quay cận cảnh chi tiết để các bác có thể nắm rõ về vẻ đẹp của cặp loa này nha các bác nhé. Vâng, thì hai logo phía trước nó làm rất là đẹp, rất là chỉn chu và có ánh đèn sáng. Khi mà các bác chơi ở trong một căn phòng mà có cái logo phát sáng như này thì rất là đẹp. Thì sau đây mời toàn thể tất cả các bác nghe một vài giai điệu em test trên đôi loa này nhé. Em đánh trực tiếp từ điện thoại các bác nhé.
vâng, thì em cũng xin phép kết thúc video ở đây. Thì mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ em qua số điện thoại 077-922-8891 để em có thể gửi hình ảnh chi tiết nhất về cặp loa Electrovoice LX15P này. Vâng, em xin nhắc lại, đây là cặp loa Electrovoice bát 40 và một kèn, sử dụng liền công suất. Các bác chỉ việc cắm công suất và không cần phải sử dụng đẩy, bởi vì là sản xuất đã tính toán rất là kỹ lưỡng khi mà đưa công suất của nó vào trong cặp loa này rồi. Thì các bác chỉ việc về cắm và khai thác chất âm của nó ra mà thôi. Vâng, chất âm của nó thì đánh trực tiếp, thì em cũng đã test trực tiếp từ điện thoại cho toàn thể tất cả các bác rồi. Thì các bác thấy yêu thích thì bấm vào nút like và share video này giúp em. Bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi những video clip về những sản phẩm mới của bên em. Bây giờ em xin chào, hẹn gặp lại toàn thể tất cả các bác. Cảm ơn toàn thể tất cả các bác đã ủng hộ em suốt thời gian vừa qua. Em cảm ơn toàn thể tất cả các bác nha.